tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi, xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng, sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này, lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi, bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Liên minh siêu nhân vui vẻ. Liên minh các hành tinh. Sứ mệnh đối đầu. Tiếp theo là nhóm thí sinh cuối cùng. Siêu nhân vui vẻ và cửu. Hồi hộp quá. Siêu nhân vui vẻ cố lên. Cố lên, cố lên. Cuối cùng đến lượt siêu nhân vui vẻ rồi. Tiểu đồ đệ, cố lên. Một nguồn năng lượng khác đến từ lõi năng lượng của hành tinh năm cánh. Nhưng giờ năng lượng của lõi năng lượng của hành tinh năm cánh xung đột với nguồn năng lượng vốn có trong cơ thể các cậu. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến các cậu có thể đột ngột biến thành đá máy móc. Vòng tay này có thể tạm thời ức chế năng lượng của lõi năng lượng hành tinh năm cánh. Khi năng lượng các cậu sử dụng đạt tới mức 100%, các cậu sẽ biến thành đá máy móc, có thể không bao giờ biến lại được nữa. Trận đấu gây hào hứng nhất sắp sửa bắt đầu rồi. Tất cả khán giả đều đang chờ đợi. Tôi còn chưa nói xong mà. Tuy là trận đấu vừa nãy tôi đã thua, nhưng cú đấm của siêu nhân vui vẻ rất mạnh. Rồi chính khúc của cửu cũng không thể coi thường. Song hùng quyết đấu, trận đấu này ai sẽ ngã xuống trước? Vì anh trai, tôi nhất định sẽ không nương tay. Vì sư phụ Phí Nhất Đao và bạn Trương Lan, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Rốt cuộc chôn ở đâu rồi? Sao không tìm thấy vậy? Ta còn nhớ. Lát nữa đặt bơm ở đâu thì tốt đây? Mau ngán chân ta đi, mau ngán chân ta đi. Tại sao cô lại ngán chân ta? Đại tướng, không phải ngài muốn có người ngán chân ngài sao? Tôi chỉ đang giúp ngài thôi. Ý ta là không phải như vậy. Tìm thấy rồi. 83 phút nữa. Quá ra lúc nãy mình cài đặt nhầm hẹn giờ của quả bom. Nguy hiểm quá đại tướng. Chỗ này lại có bom. May mà tôi thân thủ nhanh nhẹn, đã xử lý quả bom rồi. Ai mượn cậu nhanh tay vậy? Hại ta lại phải chế tạo bom lần nữa. Nếu không sẽ không có cách nào dụ con mèo quản lý đi trộm sách cổ. Không phải cái này.
Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Không phải cái này. Cuối cùng đã tìm thấy bom rồi. Đại tướng bị phát hiện rồi, phải làm sao đây? Quái nhí, cậu yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được sách cổ cho chỉ huy, đưa cậu về tin nản lòng. Đại tướng. Cố đấm vô hình vui vẻ. Cố đấm vui vẻ. Bom mơ răng vui vẻ. Cố đấm dương hình vui vẻ. Siêu nhân vui vẻ. Siêu nhân vui vẻ. Đứng dậy đi. Siêu nhân vui vẻ, cố lên. Đừng bỏ cuộc, siêu nhân vui vẻ. Hy vọng con có thể cố gắng vượt qua dòng sát hạch của Liên minh siêu nhân. Đừng phụ kỳ vọng của ta đối với con. Siêu nhân vui vẻ, cậu có khả năng rất lớn. Không nên dễ dàng bỏ cuộc. Cậu sẽ trở thành người bảo vệ tốt nhất. Bảo vệ. Đúng, bảo vệ. Mình phải cố gắng trở nên mạnh hơn, bảo vệ mọi người. Tôi vẫn chưa thua. Siêu nhân vui vẻ giỏi lắm. Khi năng lượng của các cậu sử dụng đạt tới mức 100%, các cậu sẽ biến thành đá máy móc, có thể không bao giờ biến lại được nữa. Siêu nhân vui vẻ. Sức mạnh lớn quá. Cứu.
Siêu nhân vui vẻ, đừng mà, cậu sẽ vĩnh viễn biến thành đá máy móc đấy. Chuyện gì vậy? Cuối cùng đã lấy được sách cổ, có thể quay về báo cáo với chỉ huy rồi. Cuối cùng chúng ta có thể quay về hành tinh Nản Lòng rồi. Nếu chúng ta vẫn còn sống sót, quy lực của quả bom này sao lại lớn tới như vậy? Đừng nói nữa, mau chạy thôi đại tướng. Siêu nhân vui vẻ, liên minh các hành tinh. Thoát khỏi chỗ chết. Khi năng lượng các cậu sử dụng đạt tới mức 100%, có thể không bao giờ biến lại được nữa. Cuối cùng đã lấy được sách cổ. Chuyện gì vậy? Quản lý mèo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là gì? Lẽ nào rễ của hoa hải tàng lại có vấn đề? Tất cả sơ tán qua cổng ra. Giám khảo Hen, chuyện này là sao? Không gian này được chống đỡ bởi hoa hải tàng. Hoa hải tàng có vấn đề, không gian sẽ sụp đổ. Chúng ta mau ra ngoài thôi. Các siêu nhân gặp nguy hiểm. Siêu nhân bánh pháo. Phần rễ của hoa hải tàng quả nhiên đã bị phá hoại. Không gian trường thi sẽ nhanh chóng biến mất. Lối ra vào trường thi cũng bị ảnh hưởng. Phải mau chóng rời khỏi đây. Giám khảo Hoan, không thấy quái bự và quái nhí. Cái gì? Đại tướng, đến lối ra rồi. Chú quái bự, quái nhí là bọn siêu nhân vui vẻ kìa. Được cứu rồi. Đại tướng, sao chúng ta chưa di chuyển qua đó? Được cứu rồi. Chỗ này sắp sập rồi. Mọi người mau ra ngoài. Mau chạy đi. Mọi người mau nhảy xuống đi. Bên dưới có không gian truyền dẫn. Đợi một lát. Kết giới bị phá rồi. Không gian truyền dẫn bên dưới đã biến mất rồi. Đừng manh động. Siêu nhân ngọn lửa không sao. Tôi quên mất là tôi không sợ dung nham. Tôi bơi sang bờ bên kia trước. Lúc các cậu đi qua phải cẩn thận đó. Nguy rồi.
Đỡ lấy tôi với. Tiếp theo em muốn qua trước. Để tôi qua trước. Tiện thể tiếp ứng ở bên đó. Lần này tôi nhất định phải bắt được. Siêu nhân vui vẻ, mau đưa những người khác sang bên kia. Dùng nhàm đã dâng lên cao rồi. Dùng nhàm sắp nhấn chìm chỗ này rồi. Mọi người mau xuống núi đi. Những người khác đều rời đi an toàn rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi. Cậu buông tay. Lại muốn ném hết chúng tôi qua. Một mình cậu ở lại sao? Bây giờ dung nham phun trào như vậy, lỡ cậu không bay qua được thì sao? Đừng quên, còn có bọn tôi nữa. Hãy tin chúng tôi. Cùng ra ngoài nha. Ừ. Siêu nhân vui vẻ. Nhóm siêu nhân vui vẻ đâu? Đây là bản tin hiện trường. Các thí sinh của liên minh siêu nhân đã lần lượt rời khỏi núi lửa, nhưng nhóm siêu nhân vui vẻ vẫn bị mắc kẹt trên núi. Mọi người, siêu nhân vui vẻ. Các cậu không sao là tốt quá rồi. Trường thi bị phá hủy, có thể liên quan tới sự trỗi dậy của thế lực hắc ám. Khi thi đành phải tạm dừng, phải quay về báo cáo chuyện này cho liên minh, bàn bạc đối sách. Mọi người mau rời khỏi đây. Núi lửa phun trào rồi. Mau chạy đi. Mau rời khỏi đây. Chúng ta đi mau. Núi lửa này chưa phun trào hết sẽ không dừng lại. Nhưng phía ngoài rừng còn có người dân có hành tinh năm cánh. Siêu nhân vui vẻ, tôi biết nên làm thế nào rồi. Siêu nhân vui vẻ biến hình. Xe robot vui vẻ. Núi lửa này sao không đẩy được? Một mình cậu không làm được. Đừng quên còn có chúng tôi. Chúng ta cùng nhau đẩy núi lửa này. Mọi người, núi lửa dịch chuyển rồi. Các cậu mau xuống đây. Đừng đẩy nữa. Mức năng lượng của các cậu sắp tới 100% rồi. Sẽ biến thành đá máy móc, không thể quay trở lại được nữa.
Tiến sĩ, bảo vệ hành tinh năm cánh là trách nhiệm của chúng tôi. Nguy cơ trên hòn đảo này sẽ do chúng tôi giải quyết. Bởi vì chúng tôi là siêu nhân. Tiến sĩ. Tôi nhất định sẽ tìm lại các cậu.